Đây anh em nha, hướng dẫn anh em ghi băng cối một cách rất đơn giản thôi. Chuẩn bị băng, chuẩn bị cái đầu ghi. Như em đang dùng con tách 3.300 con này về giá và chất lượng thì em thấy rất là phù hợp luôn. Đây em đang mở YouTube trên một con điện thoại này. Em dẫn âm thanh vào đường input của đầu băng cối, sau đó vừa phát vừa làm pre và vừa ghi vào băng. Cách đơn giản. Đây em đang ghi đây. Mà thậm chí đơn giản em dùng một cái đài phát thanh mini. Em hay nói vui là đây coi như là một đài phát thanh mini. Là bởi vì là nó sẽ phát ra cái sóng FM, đặt tần số rồi cho cái đài FM này, cái đài Camry này nó thu, rồi nó ra loa. Đây đơn giản như vậy thôi. Mà để em để băng cối bên này mà không cần phải dây dẫn sang bên này. Rất đơn giản anh em nhá.